Wow, chúng ta có một chú khủng long. Chị Ceratops, anh ta đang làm gì vậy các bạn? Wow, anh ta đang tiến về phía anh bạn T-Rex nhỏ bé màu hồng kia. Wow, có vẻ như anh ta, anh ta hạ gục T-Rex các bạn ơi. Wow, anh ta hút ngã anh bạn T-Rex rồi, rất là đặc chí. Wow, anh ta hạ gục anh bạn T-Rex rồi các bạn ơi. Oh no. Wow. Anh bạn T-Rex của chúng ta đi tìm sự trợ giúp các bạn. Wow. Có vẻ như anh ta nhờ anh bạn to lớn này đến để giúp đỡ các bạn ơi. Wow. Anh bạn T-Rex màu đỏ cam của chúng ta đang bước về phía tên Triceratops. Wow, tên này dám ăn hiếp T-Rex màu hồng các bạn ơi. Wow, T-Rex đó sẽ cho anh ta biết tay thôi. Wow, anh ta bỏ chạy các bạn ơi. Chạy cũng không thoát các bạn. Sao chạy lại T-Rex? Anh ta bỏ chạy các bạn ơi. Hắn ta đã bị T-Rex hạ gục rồi. Wow. Oh no. Wow. Sau khi hạ gục thì ta Triceratops nằm gục ngã các bạn ơi. Wow, và anh ta tìm thấy rất nhiều những con thú, những chú khủng long ở đây nữa nè. Wow, cùng nhau khám phá xem các bạn. Rất nhiều những chú khủng long luôn. Anh bạn đang đứng ở đây là một chú khủng long Giganotosaurus các bạn ơi. Một chú khủng long rất to lớn, Giganotosaurus. Wow, Giganotosaurus có kích thước siêu to luôn. Wow, anh ta đang đứng đối diện với tên Triceratops màu xanh. Wow, hạ gục rồi. Hai anh bạn Giganotosaurus của chúng ta đang đối mặt với nhau. Wow, anh bạn bỏ chạy rồi. Ở đằng xa này là một anh bạn khủng long bạo chúa T-Rex, Tyrannosaurus Rex các bạn. Wow, khủng long bạo chúa T-Rex. Wow, nhìn xem kia, khủng long bạo chúa. Oh no, rớt cái hàm ra luôn rồi các bạn ơi. Táp quá mạnh, rớt cái hàm ra. Oh, T-Rex đã trở lại. Còn đây là T-Rex và Indominus Rex. Wow, anh bạn màu đen nhìn rất là hung dữ này, là khủng long Indoraptor các bạn. Wow, khủng long mặt quỷ Indoraptor với khả năng săn mồi rất là lợi hại luôn. Indoraptor, wow, anh bạn này trông rất là dữ tợn với cái móng vuốt cực kỳ sắc bén. Wow, Indoraptor kìa. Còn đây là một chú cá sấu Rocodoi. Một chú cá sấu di chuyển trên bờ khá là chậm, nhưng khi xuống dưới nước là một cái săn mồi rất lợi hại luôn. Wow, anh bạn cá sấu của chúng ta kìa. Wow, người ta bước về phía đầm lầy. Còn đây là một anh bạn T-Rex nữa, khủng long bạo chúa T-Rex. Wow, hôm nay những anh bạn T-Rex được dịp tấn công thành Triceratops. Wow. Rất tội nghiệp cho Triceratops. Wow. Còn đây là một anh bạn Spider-Man. Wow. Còn đây Indominus Rex Black. Wow, với cái móng vuốt của mình. Wow, rất lợi hại, một loài khủng long hybrid. Indominus Rex và Stegosaurus các bạn. Wow, rất to lớn và khỏe. Còn đây là một bạn khủng long ăn cỏ khổng lồ, Brachiosaurus. Wow, khủng long ăn cỏ khổng lồ Brachiosaurus các bạn ơi. Wow, nhìn xem ta kìa. Wow, rất to luôn.
Wow, còn bạn khủng long tê giác ba sừng này chính là Triceratops khủng long tê giác ba sừng ăn cỏ. Wow, khủng long Triceratops. Wow, nhìn bạn Triceratops bước ra trong công viên Jurassic kìa. Còn đây là một chú Velociraptor. Wow, Velociraptor giả báo các bạn di chuyển rất là nhanh. Wow, ta cũng không nhớ Triceratops đâu. Wow. Wow, anh bạn Velociraptor của chúng ta kìa. Còn đây là một anh bạn bò sữa cow. Wow, một chú bò sữa rất là chăm chỉ cung cấp sữa. Wow, anh bạn bò sữa chúng ta đang đứng ở bãi cỏ rồi các bạn. Còn đây là một chú Indominatrix nữa, khủng long hybrid với bộ gen của Giganotosaurus và Velociraptor, vừa to lớn vừa thông minh và săn mồi rất giỏi. Wow. Còn chú cá xanh lè xanh lét này là một anh bạn cá mập blue shark. Wow, xanh lè xanh lét của các bạn, blue shark, cá mập đại dương. Oh, còn anh bạn khủng long có cái màu ở đầu này không ai khác chính là Parasaurolophus đến từ Jurassic World Domination. Wow. Wow, nhìn bạn Parasaurolophus của chúng ta kìa. Còn đây là anh bạn Gorilla, một chú tinh tinh Gorilla đến từ châu Phi, thân hình đen bóng. Wow, rất là thích ăn trái cây. Oh, còn đây là Legendary Godzilla. Wow, quái vật Godzilla và King Kong. Wow, quái vật Godzilla các bạn ơi. Oh, rất thầm. Wow. Còn đây là anh bạn khủng long cá sấu màu xa xa hết. Wow, khủng long cá sấu với đôi hàm rất là to nha các bạn. Wow, anh ta có thể hút trộm chú cá mập bằng cách bay lên luôn, rất là hay. Wow, còn đây là Godzilla và kích công nữa. Wow, hai bạn này không đổi chơi chung các bạn, đối mặt nhau rất là quyết liệt. Còn đây là một chú dê. Wow, một chú dê với hai cái sừng ở trong đâu. Một chú dê leo trèo rất là giỏi, có khả năng leo trên vách núi nè các bạn. Với bộ móng vuốt rất là đặc biệt. Wow. Oh, dê đang đứng ở giữa đồng cỏ kìa. Còn đây là Shin Godzilla. Shin Godzilla các bạn, Shin Godzilla với khả năng bung ra nhằm thật rất. Velociraptor của chúng ta với màu xanh này giúp chúng ta ngụy trang rất là dễ dàng. Wow, màu sắc của anh ta đẹp màu cỏ luôn, rất dễ dàng ngụy trang khi đi săn mồi. Wow, Raptor và Dilophosaurus. Còn đây là anh bạn vua sư tử của chúng ta, Lion, một chú sư tử đực. Wow, một chú sư tử đực các bạn, một chú sư tử đực cái bàn bạn khổ kìa. Còn đây là một bạn rất quen thuộc, hù cao khổ giraffe. Wow, một chú hù cao cổ các bạn ơi, một chú hù cao cổ với chiếc cổ siêu dài để ăn cỏ và lá. Quên, bạn hù cao cổ của chúng ta kìa, rất cao to luôn. Còn đây là chú hổ tiger, chúa tể sơn lâm, đi săn đơn độc rất lợi hại. Wow, tiếng gầm thì rất là oai phong các bạn. Anh bạn hổ của chúng ta kìa đang nằm liếm lông. Còn đây là anh bạn Parasaurolophus, khủng long bằng cỏ cái màu trên đầu xuất hiện trong Jurassic World Domination. Wow,
Còn đây là một chú báo hoa leopard, chạy rất là nhanh các bạn, vò anh ta di chuyển kìa, rất rất là nhanh luôn. Chú báo có khả năng săn mồi hủy diệt, chạy rất nhanh và khả năng leo trèo tuyệt vời. Wow, còn đây là một chú chó sói. Wow, một chú chó sói với tiếng gầm rú vào đêm trăng rằm, rất là đặc trưng của loài chó sói khi đi săn. Oh, còn đây là anh bạn khủng long bỏ chú Tyrannosaurus Rex, T-Rex khủng long bỏ chú xuất hiện trong Jurassic Park các bạn, rất to lớn, rất là hay. Còn đây là khủng long ăn cá Spinosaurus. Wow, khủng long ăn cá các bạn ơi, khủng long ăn cá với cái lưng rất to luôn, kích thước của anh ta thì ngang ngửa hoặc là to hơn cả T-Rex. Wow, Spinosaurus bước từ công viên kỷ Jura kìa. Wow, còn đây là anh bạn Stegomoloch. Wow, nhìn cái sừng của anh ta kìa, đầu rất cứng và những cái sừng ở phía sau óc rất ngầu và hầm hố luôn. Stegomoloch và Dilophosaurus. Oh, còn đây là anh bạn Hippo, một bạn hà mã đến từ những vùng đầm lầy, những hồ nước, rất thích ngâm mình trong nước các bạn. Wow. Ồ, oh, oh. Khủng long cá sấu. Đây là khủng long cá sấu Mosasaurus. Wow, khủng long cá sấu kìa. Wow, 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 wow. Tiếp theo là anh bạn cá mập Shark với cái đầu kìa. Wow, với cái đầu búa. Còn đây là anh bạn khủng long cá Plesiosaurus, sống trong những hồ nước các bạn ơi, Plesiosaurus trong Jurassic World. Wow, anh ta đang bơi lên kia. Wow, còn đây là anh bạn khủng long ăn cỏ Amagasaurus các bạn. Khủng long ăn cỏ nhìn rất là gai góc luôn, nhưng một loài rất hiền lành nha, khủng long Amagasaurus. Wow, sau đó chúng ta bước lên Jurassic Park. Chúng ta lại bắt gặp một chú cá sấu nữa. Đây là đàn cá sấu Crocodile. Wow, săn mồi rất giỏi các bạn, cá sấu. Wow, còn đây là một chú bạch tuộc Octopus. Wow, một chú tuộc với những cái xúc tu giúp cho anh ta di chuyển và luồn lách dưới những mỏm săn hô. Còn đây là anh bạn lạc đà Camel. Wow, chú lạc đà của chúng ta rất bú, rất to Camel. Wow, anh ta đang đứng bãi cỏ, có vẻ đi tìm cỏ đang các bạn. Còn đây là Velociraptor, khủng long Velociraptor siêu tốc độ và đặc biệt trí thông minh của anh ta rất tuyệt vời luôn. Wow, chú Velociraptor. Còn đây là anh bạn khủng long tê nhét ba sừng Triceratops nữa. Wow, nhìn anh bạn Triceratops của chúng ta nè. Wow, những chú Triceratops. Wow, còn đây là anh bạn khủng long Carnotaurus, khủng long đầu bò tay vặn các bạn ơi, khủng long đầu bò Carnotaurus. Wow, với đôi tay vặn lên rất là to luôn, Carnotaurus và Abersaurus kìa. Wow, anh bạn cá màu xanh này là ai đấy? Một chú cá heo các bạn, Dolphin. Wow, một loài cá rất đặc biệt. Còn đây là một anh bạn khủng long hai men Dilophosaurus. Wow, khủng long hai men Dilophosaurus các bạn, khủng long Dilophosaurus chạy rất là nhanh luôn. Wow, hai miệng bên dưới của chúng ta đang khủng mang kìa. Oh, một miệng rất dễ thương và rất thân thiện với hai màu sắc trắng và đen. Panda, gấu trúc. Tên Trung Quốc các bạn, những chú gấu trúc rất to nhưng rất hiền lành thân thiện nha. Còn đây là anh bạn sao biển Starfish. Wow, một chú sao biển với 50 cánh như là ngôi sao vậy. Còn đây là anh bạn linh dương đầu bò. Wow, với hai cái sừng rất là dài luôn,
Linh Dương đầu bò các bạn. Linh Dương đầu bò nha. Còn đây là anh bạn khủng long ăn cỏ khủng lâu nữa. Brown Geo sao rệt. Wow, Brown Geo sao rệt các bạn. Khủng long ăn cỏ Brown Geo sao rệt. Còn đây là anh bạn Go. Thì làm một chú cừu chuyên cung cấp lông để làm áo ấm các bạn. Những áo len lông cừu là nhà anh bạn này đây. Wow, còn đây là một chú Hachi sao rệt. Khủng long đầu cứng. Rất giống Steve Moloch nhưng không có những cái sừng ở phía sau đầu nha. Đầu siêu cứng nha các bạn. Ở đằng xa đây là khủng long lưng gai Stegosaurus. Wow, Stegosaurus có cái lưng đầy gai gọc. Nhìn bạn Stegosaurus của chúng ta kìa. Rất to, rất gai gọc luôn. Wow, lại là một chú hươu cao cổ nữa. Giraffe nữa các bạn ơi. Một chú hươu cao cổ với thân hình rất cao. Còn đây là một chú Dimetrodon khủng long thằng lăng trông rất là vui nhộn với cái villain rất thon các bạn. Hai anh bạn Dimetrodon của chúng ta đang nằm phơi nắng dưới bãi cát kìa. Oh, Velociraptor Blue. Wow, rất quen thuộc trong Jurassic World. Wow, Velociraptor Blue các bạn. Wow, màu sắc rất là đẹp. Còn đây là một anh bạn cúng chuột. Một chú chó giữa nhà rất là thân thiện với loài người luôn. Wow, màu sô-cô-la các bạn ơi. Rất hiền. Còn đây là một anh bạn rất gai góc. Có thể gọi anh ta là khủng long nhím. Bởi vì anh ta nhìn như chú nhím này. Đây là khủng long ăn Ankylosaurus các bạn. Rất gai góc Ankylosaurus và Allosaurus. Wow. Còn đây là một chú báo đen Black Panther. Một chú báo đen với khả năng xăm màu trong đêm luôn, rất ghê gớm. Wow, anh bạn đang bay lượn này là ai vậy? Khủng long thằng là mày Pentadon các bạn. Khủng long thằng là mày Pentadon. Wow. Ở đây chúng ta lại có một chú Ankylosaurus nữa rồi. Wow, những anh bạn rất gai góc luôn. Ankylosaurus. Wow, nhìn xem nào kìa. Còn đây là một anh Pentadon nữa. Wow, sải cánh rất to với cái móng vuốt trên phần cánh rất khác biệt so với những loài chim bây giờ đó. Khủng long Pentadon. Còn đây là anh bạn Velociraptor Beta các bạn ơi, con của Blue. Velociraptor này trong phòng thí nghiệm là nó thằng sinh sản vô tính, cho nên là Velociraptor Blue và Beta rất giống nhau. Anh bạn đèn đầu ở đây chính là khủng long Pentadon rồi các bạn. Wow, như vậy là cuộc phiêu lưu của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi các bạn. Wow, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Wow, anh bạn T-Rex không quên hạ gục tên Triceratops một lần nữa. Wow. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại, bye bye.